Dạ. Chào các bạn, mình đang uống cà phê với các bạn đồng nghiệp trong team của mình, và một anh rap đẹp trai tới và ship cho mình chai Kylan Black Phantom này. Mình order nó ngày hôm qua thôi và hàng đến rất là nhanh. Và thực ra thì cái chai Black Phantom này mình mua nó không phải vì cái mùi của nó cũng ok. Thực ra mùi nó mình chưa cảm nhận được nhiều, mình sẽ chưa thể review về cái mùi của nó, nhưng mà mình mua về cái triết lý Memento Mori của nó. Triết lý thì rất là hay, và nó được hiện thực bằng cái vỏ hộp đầu lâu á, và mình sẽ để cái hộp đó lên bàn làm việc của mình để luôn 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 ghi nhớ cái triết lý này. Ok, giờ mình sẽ unboxing nó. Nhẹ nhàng xíu, em nó còn mới mà. Ok, nó rất là rất là nhiều vỏ. Ở đây mình sẽ để chiếc hộp này trên bàn làm việc của mình để mình luôn ghi nhớ cái triết lý Memento Mori. Một ngày nào đó thì bạn cũng sẽ chết thôi. Ok, để mình luôn gợi nhớ điều đó. Bây giờ mình sẽ mở mở nó lên. Nó có cái ổ khóa đây nè, là màu thôi. Black Phantom. Ok, mà đây là cái chìa khóa để mở cái hòm của nó. Thực ra không cần chìa cũng mở được. Lúc đầu nó chìa khóa ra. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình sẽ review về cái chai nước fan này ở một cái clip khác khi mình đã thực sự cảm nhận được cái mùi này. Còn hiện tại mình mua chỉ vì cái triết lý của nó thôi, và cái vỏ hộp của nó mình sẽ để ở trên bàn làm việc của mình. Ok, cảm ơn các bạn.